Ở chế độ hoạt động này, vỏ nồi ly hợp và bốn đĩa bố quay, nhưng ba đĩa thép cùng với lõi điện nâng mâm ép và trục sơ cấp không quay. Chào các bạn đã quay trở lại kênh sửa rửa xe máy. Ở video này mình hướng dẫn về kết cấu bộ ly hợp xe máy loại hai nồi áp dụng cho xe Dream, Way, City và cho nhiều xe máy khác. Ngay bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi. Bộ ly hợp này gồm có hai nồi khác nhau và liên kết nhau. Nồi thứ nhất có ba càng bố ly tâm, gọi là nồi ba càng, được gắn bên phải đầu trục khỉu. Nồi thứ hai thuộc loại đĩa ma sát, được gắn bên phải trục sơ cấp hộp số và bánh răng khớp với bánh răng ở nồi ba càng. Ở nồi ba càng gồm có hai bộ phận chính, vỏ ngoài và cụm ba càng ly tâm. Vỏ này cùng khớp với bánh răng chủ động. Bên trong vỏ có khớp ly hợp một chiều. Vỏ này cùng chủ động được quay trơn trên trục khỉu và bánh răng chủ động luôn luôn khớp với bánh răng bị động ở nồi đĩa ma sát. Cụm ba càng ly tâm có dán lớp bố ma sát. Ba càng ly tâm được các lò xo kéo cúp vào. Lõi liên kết khớp ly hợp một chiều của vỏ ly hợp ba càng và lõi được gắn cố định vào đầu trục khỉu. Đây là nồi ly hợp đĩa ma sát. Nồi ly hợp đĩa ma sát được bố trí trên trục sơ cấp hộp số. Kết cấu của nó tương tự như bộ ly hợp một nồi. Ở trên vỏ nồi ly hợp đĩa ma sát cùng khối với bánh răng bị động quay trơn trên trục sơ cấp hộp số qua trung gian của bảng lót. Lõi được gắn cố định trên đầu trục sơ cấp hộp số. Các đĩa ma sát hay còn gọi là đĩa bố liên kết cùng với vỏ nồi ly hợp. Trong đĩa thép liên kết cùng quay với lõi nồi nhờ rãnh then hoa. Lực căng mạnh của bốn lò xo tì vào đáy của lõi nồi và đội đĩa nâng lên tạo lực dẹp bốn đĩa bố và ba đĩa thép dính bám vào nhau. Có nghĩa là trong trường hợp kết nối này, các chi tiết vỏ nồi, mâm ép, lõi gắn các đĩa thép và trục sơ cấp hộp số trở thành một khối duy nhất cùng quay với nhau. Mỗi khi ấn cần sang số, cam cắt ly hợp tác động làm xê dịch đĩa nâng cùng với đĩa mâm ép tụt về phía trái trong lúc lõi gắn các đĩa thép không xê dịch. Nhờ vậy các đĩa bố và đĩa thép tách rời nhau ra. Đây là trường hợp cắt ly hợp. Ở chế độ hoạt động này, vỏ nồi ly hợp và bốn đĩa bố quay, nhưng ba đĩa thép cùng với lõi đĩa nâng mâm ép và trục sơ cấp không quay, tạm gián đoạn sự chuyển động trong hộp số. Vừa rồi mình chia sẻ về kết cấu bộ ly hợp xe máy. Chúc các bạn luôn khỏe, thành công. Và mình cũng rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Đừng quên nhấn like. Nếu chưa đăng ký kênh, nhấn vào chữ đăng ký để ủng hộ. Và cũng là để nhận được những thông báo mới nhất khi mình tải video lên. Và nếu thấy video hữu ích, các bạn chia sẻ cho nhiều người cùng biết, cũng như có những thắc mắc gì viết bình luận để thêm kiến thức cùng nhau học hỏi các bạn nhé. Và bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.